du lịch thứ 13 của họ. Tình huống nguy hiểm. Đây là một pha bóng vô cùng bất cẩn từ khung giữa sân. Văn Thành trả bóng cho Quang Hải và Quang Hải nhận bóng ở một tư thế vô cùng bất lợi. Đó là chưa kể tình huống khá nhiều vấn đề đang được lộ ra trong cách chơi của Olympic Việt Nam, hết sức nguy hiểm. Đá Việt Nam được chuẩn bị kỹ, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên có thể nói là rất có tâm. Văn Toàn, nhà bóng công luôn. Tôi có một cảm giác có thể nói là rất bức bối trong ít phút vừa rồi. Không hiểu anh Huy có cảm giác như vậy không, và tôi tin rằng là rất nhiều cổ động viên bóng đá Việt Nam cũng thế. Nhưng vừa rồi là một khoảnh khắc có thể nói là xóa tan đi rất nhiều điều. Bắt đầu từ cú xỏ lỗ kim có thể nói là rất tinh tế của Văn Toàn, cú chạm bóng nỗ lực của anh Đức ở phía trong, và công việc của Văn Quyết cho dù là đơn giản nhưng nó đã gỡ cả một gánh nặng nghìn cân lên khỏi những Văn Thành, Văn Quyết, Phạm Xuân Mạnh trả ngược lên. Quá đáng tiếc. Pha bật lên của Tiến Dũng vẫn là không đủ để có thể có một cú chạm bóng hoàn hảo. Đây có thể là tình huống tấn công cuối cùng của Olympic Việt Nam trong hiệp 1 của trận đấu. Quả phạt. Hai. Dứt điểm. Cú đá là của Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam đã tranh thủ tổ chức đá phạt nhanh để tạo ra một tình huống bất ngờ. Cú đá. Quang Hải. Hà Đức Chinh có thể dứt điểm. Rất tiếc chúng ta. Quang Hải và Hà Đức Chinh. Văn Đức. Khoảng trống. Atsangkhamon. Pha phương phạt góc này chúng ta đã thấy Quang Hải nhận được bóng, một vị trí mà chúng ta đã quá quen với việc Quang Hải sẽ tạo ra một tham si. Đánh đâu. Rất tiếc là bóng này mạnh. Vẫn là Minh Vương. Không vào. Rất chính xác. Đoán đúng thì Văn Thăng có lẽ vẫn sẽ là người thành công vì cú đá. Những cú đá của Al-Hasmi là rất tốt. Một đều. Và An Samsi. Cú đá chính xác của Đức. Vẫn có bàn thắng. Nhưng cú đá hiểm của Phạm Văn Đức vẫn thành bàn. An Đam Kỳ. Vẫn là một cú đá quá. Như vậy là đã không có bàn thắng từ cú đá vừa rồi của Minh Vương. Trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về phía đội tuyển Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tỷ số của những loạt đá luân lưu là 4-3.